Ai mình nó biết mình người chính đi rồi thì nó đang có bài Hải Bình thì hôm nay hai thằng nó tố cơ của quận hai thằng thì mình nó nháy mình là anh đánh đi, mình tưởng là nó nhìn được bài kia là việc mình đoán nó nghiêng rồi bé hơn rồi bởi vì mình để ăn được mình làm cho nó xin chào nháy thì bây giờ thành rồi trời tao bị mẹ mày thế là nó nháy thật lắm. Lần sau chưa luôn cái gì nữa. Chính nhà không cái vụ ấy mình đã thua rồi thì cái phát bị chính trận nhưng mình đây. Sau vẫn mất 4 triệu. Tên móng móng trên tên này đi rồi bên kia lại thấy thằng này đi nhiều hơn lại đuổi lên từng cân thì... nên anh hôm nay đây hôm nay là mình thực ra hôm nay mình còn tiền như Hải Bình là nó vẫn theo nhưng nó hết tiền rồi là phát cuối cùng mình theo lên là nó chỉ cân thôi đấy, mẹ nó nhưng mà nó ăn mình các bạn không phải là nó chắc là thằng ấy nó Hải Bình nó đánh mình nên nó hết tiền rồi quay hết thằng rồi chố mắt định nhìn nhau kia bài to. Ai cũng nghĩ Bình bài to nhưng mà kia nó chỉ cất đánh trong này những là đánh chắc bài mà thằng thư đánh chắc bài. Anh Tuấn đánh không chắc à? Tuấn nhiều lúc nó vẫn phờ phà, bây giờ đánh cái này nó khó lắm, nhiều lúc thì này đánh láo vậy. Đánh láo nhiều lúc kiểu cậy đỏ lên nóng giỏ cũng hoàn được tiền như anh em mình đánh thường đánh như thằng thư, anh để ý thằng thư thằng ấy đánh hâu như kể cả đen cũng là chắc mà. Đồ áo mẹ mày cũng chắc bài rồi thằng này. Ôi. Thư biết chơi bài đâu. Chỉ có biết đâu thì cứ